rồi mình úp lên cái hồ nha. Một hộp nó gồm 5 túi, nó như thế này nè, không có mùi gì chân á. Rồi ok. Để lên lỡ nổi nha. Căng à. Rồi từ từ cho nó chìm xuống. Hai túi này mình nhét ở bên đây cho nó nước nó chảy qua. Làm nhẹ nhàng thôi nhé, hồi hồi nó ra là cái gì nè. Tốt nhất là hồ mới đem về lên xài đi. Như hồ mà có cá xài được cái này nhìn bực bội lắm. Nó như cái khoáng xì dách của cái rồng chứ. Rồi. Làm cho chạy lọc nha. Chạy lọc bình thường thôi. Rồi, vậy. Rồi, nước vô rồi. Nước đang lên bật kêu về luôn. Nhìn quá vậy. Rồi. Chừa ra căn này mình nuôi con công tiên trên đây nha, cho nó ăn dùng sáng. Để nhìn bên đây. Loại lọc đơn giản thôi. Có cái tủ lọc TUV, đường dây mắt với một ngăn để khóa. Rồi chìm xuống rồi đó. Ok. Mình để này rồi đây. Nước chảy qua. Sao nước chảy qua được. Rồi. Đợi xíu nữa coi. Làm nhẹ nhàng quá. Đây, có con lau kiến nè, nó lau sập. Thục dữ á. Trời ơi. Như bức tranh. Tốt nhất là hồ không nên nuôi cá đi. Hồ đục cái này cá dễ quản lắm, nhất là mấy con cá mà nó nhát á. Rồi khi nào trong mình quay clip lại nha.